Mình là Tiểu Phương Tony TV. Hôm nay mình sẽ làm nuôi chiên giòn sốt bơ tỏi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lên nhà trên cây làm thôi. Món này ngon lắm luôn. Đi làm Phương ơi. Nguyên liệu để mình làm nuôi chiên sốt bơ tỏi này á, gồm có nuôi này đó. Rồi tiếp theo là nước mắm, bột ngọt, đường, bơ thịt giật, tương ớt và trái ớt này nha. Trái ớt gì nó bự dữ vậy Phương? Dạ, còn tỏi và hành tím nữa. Bây giờ mình sẽ làm thôi. Đây. Chị Thảo băm tỏi ra đi chị Thảo. Rồi chị băm tỏi nhà ra cho. Em với anh á thì chiên nuôi. Ok Tôn. Giờ mình sẽ bật bếp lên để cho chảo nó nóng rồi mình sẽ để dầu vô nha các bạn. Dạ. Bây giờ mình sẽ chế nuôi ra mâm nha. Quá chị nhiều luôn. Chảo nóng trên ngọt để dầu vô đi. Mà để dầu có khoảng nhiêu Phương? Dạ nửa chai này á. Ok. Đợi cho dầu nóng rồi bỏ nuôi vô. Ok đó. Miếng nó đen Ngọc ơi. Miếng nữa hả? Vô đây được chưa Phương? Miếng nó đen Ngọc. Là vậy. Rồi được rồi Ngọc ơi. Rồi. Còn mình thì đang lột tỏi với hành, lột xong băm rồi tiếp tục là ớt luôn nha. Hành à. Mình đang xắt củ hành với tỏi để lát băm nhuyễn ra rồi phi nè. Dầu nóng rồi Phương ơi, bỏ nuôi vô đi chiên. Dạ. Đợi chút xíu đã phần ra. Nuôi nó phần ra trắng tươi nè các bạn ơi. Ôi thèm kìa. Anh Ngọc ơi, vớt ra đi anh Ngọc. Ok chưng luôn. Anh Ngọc vớt ra xong rồi mình sẽ bỏ vô tiếp nha. Mỗi người một công chuyện cho nó mau. Miếng này đi. Sắp được rồi đó. Coi đường vớt ra nha anh Ngọc. Ok chưng luôn. Được rồi đó anh Ngọc ơi. Mình chiên hết một bịch rồi, bây giờ mình sẽ chiên bịch thứ hai nha, cho mấy anh đi học về ăn luôn. Ăn vậy nó mới ngon. Tim mình ăn đông đông cho nó vui các bạn ơi. Chứ ăn một ăn mình chán lắm. Mình sẽ tiếp tục chiên như thế này, chừng nào hết nuôi thì thôi. Tỏi mình đã băm xong rồi, giờ vớt ra chén nè, lát băm ớt. Rồi xong, bây giờ tới lượt ớt nha. Thắt bầm cho nó nhuyễn ra. Tỏi vớt chừng nữa mình làm nước sốt nha các bạn. Đó xong. Chảo thứ hai nè. Đây là mẻ cuối cùng này nha các bạn. Đây Phương. Chị cũng bầm ớt xong nè Phương ơi. Dạ chị để nó đi, chút xíu em chiên xong rồi em làm nước sốt. Rồi bỏ vô chén. Còn một mẻ này nữa là hoàn thành phần chiên. Còn làm nước sốt nữa hả Phương? Dạ đúng rồi. Này chín rồi nè, để mình gấp ra. Sau khi chiên xong nuôi á, mình thấy một đống nuôi luôn bạn. Đầy dung luôn nè. Trời ơi, một bọng mâm đầy dung luôn. Rồi bây giờ em sẽ làm nước sốt nha. Đầu tiên để ớt vô cho nó cay nè. Để nước mắm vô nữa. Để bột ngọt với đường nè. Để chị khuấy cho Phương. Dạ chị khuấy lên giùm em đi. Bây giờ mình sẽ để vô hai muỗng nước nha. Xong rồi quậy cho nó đều. Anh Ngọc ơi, phi tỏi giùm em đi. Ok cưng luôn. Rồi ok rồi. Đó tan rồi đó. Mình sẽ chế dầu ga bớt, chừa một ít để phi tỏi. Rồi như đây đủ rồi. Nè anh Ngọc, bật bếp lên. Dầu đã nóng rồi, giờ mình sẽ phi tỏi nha các bạn. Chị Thảo ơi, chị có nghe mùi gì không? Chị nghe, nghe mùi thơm của tỏi phi. Quá trời thơm luôn. Đúng rồi đó. Chừng nào tỏi nó vàng rồi vớt ra nha anh Ngọc. Ok. Tỏi vàng rồi vớt ra đi anh Ngọc. Ok, để anh vớt. Tỏi phi này quá trời thơm luôn. Bước tiếp theo mình sẽ cho một muỗng bơ vô. Nè anh Ngọc ơi, vớt xuống giùm em. Rồi mình chán đều ra. Rồi mình sẽ bỏ tỏi với ớt vô nha.
ok đó. Được rồi Phương ơi, chế vô đi. Dạ, cái này mình sẽ làm cho sệt sệt rồi mới trộn nuôi vô nha. Anh biết rồi. 5 minutes later. Nước sốt kẹo rồi đó anh Ngọc ơi, đem bỏ nuôi vô. Ok. Thơm nữa chứ. Nhìn là muốn ăn rồi. Này ăn chắc ngon lắm nè. Trộn đều lên đi anh Ngọc. Trộn đều rồi nè Phương ơi. Dạ đem bỏ đối phi vô. Này nó thơm. Quá thơm luôn rồi. Được rồi đó anh Ngọc ơi, giấy cho mâm đi. Ok. Đây đem đùa xuống cho. Xịn 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 cho. Chiên sốt bơ tỏi mà của mình đã hoàn thành rồi nè. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Mời tất cả các anh chị cùng ăn. Coi món nuôi này em chiên có hấp dẫn không, có ngon không nha. Mời bạn cùng ăn nha. Mời bạn nha. Ăn. Quá trời thơm luôn rồi. Giòn. Món nuôi này nè quá trời giòn luôn. Áo một lớp sốt bên ngoài cực kỳ ngon luôn các bạn. Đúng rồi, sốt nó vừa ăn á. Cay cay nữa. Quá trời ngon rồi. Giòn gì đâu luôn á. Sao chị Thảo? Quá giòn. Mình ăn các bạn có thấy giòn không? Chứ mình là thấy giòn lắm luôn á. Phương ơi, hôm nay là lần đầu chị ăn nuôi chiên sách bơ tỏi á, ngon lắm, còn giòn nữa. Quá chị ngon rồi Phương ơi. Ăn với chị cứ ăn thoải mái đi nha. Kệ, chắc này đã với Vũ Hành á, Tiên mới tới kìa. Lên đây ăn cho vui nè. Mấy anh ơi, vô đây ăn nè, Tiên vô đây luôn. Rồi, vô lẹ lên nè. Lên Vũ Hành ơi. Từ, món này ngon lắm luôn nha. Món gì Ngọc? Ăn đi rồi biết. Dạ em làm món nuôi chiên sốt bơ tỏi. Ăn thử coi. Ngon rồi nghe. Em ăn thử. Giòn gụm. Ngon rồi đó. Giòn gụm luôn các bạn ơi. Quá ngon rồi. Cay cay nữa chứ. Món này ngon không Thành? Ngon, giòn chứ. Cay cay nữa. Ngon không Đại? Để tôi ăn thêm 2-3 miếng nữa tôi mới biết ngon hay giả mày ơi. Sao ăn ngon không Tiên? Dạ giòn mà cay quá chị Phương ơi. Chị ăn vô có thấy cay gì đâu, tại Phương còn nhỏ á. Dạ. Món này tên gì Phương? Dạ nuôi chiên sốt bơ tỏi. Anh Đại ơi, anh ăn thấy sao? Nó giòn chứ nó ngon đó Phương ơi. Tại hôm nay mình đi học đá banh giờ hơi dở, các bạn thông cảm nha. Mình với Vũ Anh với Ai Ngọc hết thể thao các bạn, Ai Ngọc gì trước nha. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Nhờ chú Thanh và Đại tới sau đã ăn gần hết cái mâm rồi, thôi kết thúc video đi Phương. Nếu các bạn thích video nuôi chiên sốt bơ tỏi này của mình, hãy cho một đăng ký, một like với một cái chuông để nhận được video sớm nhất từ Tiểu Phương Tony TV nha. Hẹn các bạn trong video sau. Bye bye. Nhớ cho một like nha các bạn. 5 minutes later. Đậu phộng mình đã để nguội rồi, bây giờ mình sẽ hỏi bóc vỏ nó ra nha. Đậu phộng chị bóc vỏ xong rồi nè Phương ơi, con phi tỏi xong chưa? Dạ. Hành tím mình đã phi xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm nước sốt trong gỏi, còn chị Thảo thì sẽ chiên bánh phồng. Mình sẽ để bao nhiêu đây nước mắm nha. Để vô nè. Sẽ để 2 muỗng canh đường. 1 muỗng. 2 muỗng. Mình sẽ để bột ngọt. Để nước cốt chanh. Để tỏi với ớt vô nè cho nó thơm. Rồi xong, bây giờ mình sẽ quậy đều lên nha. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chờ mấy anh về rồi trộn mình thưởng thức thôi. Kìa mấy đứa nó tới kìa Phương ơi. Hôm nay làm món gì vậy Phương? Dạ em làm món lỗ tai heo trộn xài. Thôi món này ngon nè. Quay lại tôi kêu mà mới lên. Thôi lên trước đi Vũ Hành. Rồi vô. Chứ tao có rảnh đâu. Mà tao cũng đâu rảnh. Lên trước đi Ngọc. Lên đi Đại. Lên đi. Ủa Phương, rồi mình trộn này vô là mình thưởng thức hả? Dạ đúng rồi, bây giờ em sẽ trộn nè. Ngọc ơi đổ giùm em đi. Đổ vô hết luôn Ngọc ơi. Rồi, trộn đi Phương. Trộn lên, mình sẽ để rau vô nha.
Ai trộn đều lên thôi. Trộn nhanh đi Phương ơi. Nhìn hấp dẫn kìa.